Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục làm video để chiến đấu cái con 68.3 đấy. Thì để mà anh em ấy, mà những anh em mà đã theo dõi Minh Lâm trong thời gian qua thì thực sự là mình rất cảm ơn cái tình cảm của anh em. Mình cũng đọc bình luận khá là nhiều, rồi rất cảm ơn anh em nhá. Có thể ấy, anh em xem cái video của mình không phải là mình do là mình hướng dẫn cho anh em được cái cách bắt cầu mà anh em yêu quý mình thôi. Đấy, thì rất cảm ơn anh em như vậy. Thì thực sự là cái cách chơi của mình ấy thì mình chỉ làm video để nói chung là cùng chia sẻ đến cho anh em cái kinh nghiệm và anh em tham khảo được cái gì thì tham khảo thôi. Còn nếu ấy mà đã là anh em, chả ai khuyên nhau chơi cờ bạc cả. Thực sự là mình luôn luôn là mình khuyên anh em không nên chơi cờ bạc. Đấy. Còn nếu mà đã chơi rồi thì anh em nên tìm hiểu một cái cách bắt cầu cho nó an toàn, tránh trường hợp là anh em không biết bắt và sau đấy thì anh em lại gãy ra, đúng không? Rất là tội. Cũng khá nhiều anh em còn nhắn tin với mình ấy, thì cũng khá nhiều anh em có nhắn tin báo là anh em đang nợ rất là nhiều. Đấy, nhiều anh em như vậy đó. Thì là thực ra là mình cũng rất là sót. Đấy, nhiều anh em địt cơ mẹ con này mình bắt nhầm mà. Tay này mình bắt nhầm anh em ạ. Tay này mình đánh tài mà. 84 12 12 trừ 12 không ra tài này. Và 14 26. Thì trừ đi 12 thì bằng 44 chẵn ra tài, 15 5 20 trừ 18 thì bằng 22 chẵn phải đánh tài chứ đúng không? 12 4 16 trừ 16 và trừ 12 thì bằng 44 chẵn phải đánh tài. Phải là gì? Đang nghe tay vừa rồi ăn lên chốc. Thì thực tế thì anh em biết là mỗi con game thì nó lại chạy theo một cái thuật toán khác nhau và không con nào cũng giống con nào, đúng không? Có rất là nhiều con game tài xỉu, game đổi thưởng ấy, có nhiều con thì nó uy tín, còn có nhiều con thì nó lại thuộc cái hàng mà tức là nó hàng vào là nó hút máu. Hút máu là như nào anh em? Tức là giống như kiểu là khi anh em chơi ấy, khi anh em chơi nhá thì là nó sẽ làm sao, nó sẽ tức là nó anh em nạp vào ấy, một là nó bẻ cho anh em, tức là khi anh em đánh to thì nó bẻ cho anh em gãy, hoặc là khi anh em mà chơi thắng được một tí anh em muốn rút ấy, số tiền nhỏ nó cho anh em rút nhưng số tiền lớn thì không hề. Đấy chính là trường hợp mà cái con gọi là cái con áp lùa gà, nên là mình mới làm những cái video mà chia sẻ đến cho anh em. Nếu anh em có chơi thì anh em nên lựa chọn những cái con game mà nó thuộc game top ấy mà anh em chơi, đừng chơi được chơi phải mấy con fake anh em nhé. Cái công thức bắt cầu thì mình cũng chỉ cho anh em một vài lần rồi thì anh em có thể tham khảo qua. Và nói chung là anh em nên áp dụng chính bằng cái phương pháp của anh em thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cầu thì nó đang đi một dây cầu thuận khá là đẹp này. Tay này thì 15 năm 20 thì đéo là mình sẽ không hiểu tại sao mình đánh chịu tay đấy. Ngáo ngơ. Hơi ngáo ngơ pha đấy đấy. Tiếp tục nha. Tay thì đẹp. Bố luôn. Đấy. Khá là ổn nha. Thế là tính ra là mình được 4 tay thông rồi chứ, đúng không? Mình được 4 tay thông rồi. Đây này 14, 6, 20. Con này thì mình thực ra là mình vẫn thích con này tay tài này. Mình chốt nhẹ 4M thì kiểu mẹ nó gãy thôi nha anh em nhá. Thì là mình chính ra là mình đánh nhầm thì thôi, tay này gãy thì thôi chịu. Nhưng mà mình nghĩ là tay này nó sẽ ăn. Đấy, theo cái cảm nhận cầu của mình thôi. Còn nó gãy thì phải chịu rồi anh em ạ. Thì thường thông 4 thì ít khi mình đánh thêm. Đấy thì anh em, mình trở lại cái câu chuyện vừa rồi là mình có nói chuyện với anh em là với cái con, những cái con game lớn ấy thì anh em nên chơi ví dụ Golem 8 này, Sunwin này. Khi mà anh em chơi tài xỉu, hai con này nó thuộc hai con game lớn nhất rồi. Đấy, và 68 game bài cũng như là B52 cũng như là 789 Club. Những con này là con lớn. Càng những con ấy mà nó chạy quảng cáo nhiều thì toàn những con áp lùa gà thôi, kể cả trên Facebook cũng vậy. Tương tự, đúng không? Thì cái trường hợp ấy Golem 8 với Sunwin ấy, nó cũng có cái ưu nhược điểm của riêng nó. May quá, tay này ăn rồi. Thì nó có cái ưu nhược điểm như nào anh em? Tức là trường hợp mà khi ấy, nó bị chặn cổng game ấy, nó hay bị chặn lắm, một tháng thì phải bị chặn tầm khoảng 3-4 lần. Đấy, khi anh em bị chặn cổng game thì anh em lại không vào được. Nếu anh em rút tiền đúng cái thời điểm mà ngày hôm đấy nó bị chặn cổng game thì tầm khoảng 3-4 ngày sau anh em mới rút được. Đấy. Đặc biệt là khi mà nó bị chặn
xong nó khắc phục lại lại bị chặn tiếp ấy, thì là nó cũng tầm khoảng 3-4 ngày là cái chắc. Còn nếu mà nó khắc phục nhanh thì ít nhất cũng phải tầm khoảng 1-2 ngày sau anh em mới rút được. Chính vì vậy ấy, là mình cũng không thích chơi bên Gom 8 nhiều là như vậy. Chứ thường ngày thì nó chỉ rút quanh quanh đâu đấy nửa tiếng là cùng thôi, kể cả săn win vậy. Đấy, hai con đấy thì anh em, đặc biệt anh em người mới chơi thì kích hoạt số điện thoại nó hơi mệt. Mình cũng làm khá nhiều cái video để chia sẻ đến cho anh em về kinh nghiệm bắt cầu săn win ấy, thậm chí là mình nạp cũng rất nhiều tiền vào. Nhưng khi mình chơi ấy, mình đéo hiểu tại sao luôn là mình chơi những cái tay mà vừa phải thôi, mình chỉ chơi những tay tầm 2 triệu thôi, 1 triệu thôi. Nhưng mà khi đăng video lên thì nó, cái YouTube nó quét ấy, nó báo là mình là không liên kết đến những cái trang quảng cáo cờ bạc. Tức là anh em biết là Sunwin và Gom 8 nó thường xuyên bị chặn, nên chính vì vậy là nên là đợt tới nếu mà mình làm video ấy, thì mình sẽ che cái tên đi. Đấy, che cái tên của mình đi, tránh trường hợp là mình bị soi kiểu vậy. Mà mình sẽ nói, anh em lưu ý nhá, mình sẽ nói từ tài xỉu là mình sẽ nói bằng TX. Đấy, mình sẽ nói từ TX thôi. Đấy, và mình sẽ ghi ra giấy luôn cho anh em là cách bắt ra làm sao. Thì khi đấy là mình sẽ quay điện thoại thì để cho anh em có thể nắm được. Thì rất cảm ơn cái tình cảm của anh em đã yêu quý Minh Lâm nhá trong cái thời gian qua. Thì cái video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chào tạm biệt anh em.